lại nữa này thiện hiện vì sắc chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thọ tưởng hành thức chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì sắc chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thọ tưởng hành thức chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì sắc là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được vì thọ tưởng hành thức là pháp không thể đạt được nên nên chẳng thể đạt được. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì nhãn xứ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn xứ chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì nhãn xứ là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy này thiện hiện, vì sắc xứ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì sắc xứ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện vì sắc xứ là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, vì thanh hương vị xúc pháp xứ là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được. Do đó Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện vì nhãn giới chẳng thể đạt được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được, nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhãn giới chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì nhãn giới là pháp không thể đạt được, nên chẳng thể đạt được, vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là pháp không thể đạt được, nên chẳng thể đạt được, do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy này thiện hiện, vì nhĩ giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì nhĩ giới chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể đạt được nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì nhĩ giới là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là pháp không thể đạt được nên chẳng thể đạt được, do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.